Real Madrid vô địch La Liga 2023-2024 sớm 4 vòng đấu. Real Madrid vô địch La Liga 2023-2024 sớm 4 vòng đấu sau khi đánh bại Cadiz với tỷ số 3-0, đồng thời Barca gục ngã trước Girona. Ở vòng 34 La Liga 2023-2024, Real Madrid có màn tiếp đón Cadiz trên sân nhà. Nếu muốn vô địch sớm, Cần Cần Trắng phải giành chiến thắng trước Cadiz, đồng thời chờ tin vui từ màn so tài giữa Girona với Barca. Lợi thế sân nhà cộng với dàn cầu thủ chất lượng hơn hẳn, Real Madrid đã không gặp quá nhiều khó khăn để giành chiến thắng trước Cadiz với tỷ số 3-0. Những người ghi bàn cho Los Blancos là Brahim Diaz, 51, Jude Bellingham, 68 và Joseu, 92. Real Madrid giành chiến thắng 3-0 trước Cadiz đồng nghĩa với việc Barca nếu muốn trì hoãn ngày đăng quang của đại kình địch thì phải đánh bại Girona ở chuyến làm khách tại Municipal de Montilivi. Dù tung ra sân đội hình rất mạnh và lại có bàn dẫn trước ngay ở phút thứ 3 do công của Andrea Christensen, nhưng đội bóng xứ Catalan lại không bảo vệ được thành quả của mình. Khép lại 90 phút tranh tài ở Municipal de Montilivi, Barca đã nhận thất bại 2-4 trước Girona. Do đó, Barca đã nhìn Real Madrid vô địch La Liga 2023-2024 sớm 4 vòng đấu. Đây là chức vô địch thứ 36 của Cần Cần Trắng trong lịch sử. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.